Từ năm 1991, Liên Hợp Quốc quyết định chọn ngày 1 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi nhằm thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho người cao tuổi. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực, xây dựng các chủ trương, chính sách nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống, tuổi thọ của người cao tuổi ở nước ta ngày càng được nâng lên. Ngày quốc tế người cao tuổi năm 2023 với chủ đề Gia đình và xã hội, hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.